Angel, mến chào quý thính giả của Đài Nét Việt TV và chào bác sĩ Alisa. Alisa xin trân trọng kính chào quý vị thính giả, chào Angel. Dạ, chào bác sĩ. Hôm nay cũng là đầu năm mới. Angel và bác sĩ Alisa sẽ giới thiệu đến quý vị đó là ở đây có mười mấy loại dược thảo của hãng Nutrition Beauty, là một cái hãng này cũng rất là tốt. Dạ thì Angel muốn hỏi bác sĩ là cái chai Skin Solution này uống cho cái da mình là vừa bay nám, rồi vừa, nói chung là vừa chống lão hóa đẹp da, mà cái giá thì không có cao lắm. Vậy mình có cách nào để thuyết phục cho người tiêu dùng bác sĩ? Angel hỏi một câu hỏi rất là khó trả lời, phải không thưa quý vị? Dạ thưa quý vị và Angel, thì để trả lời câu hỏi đó thì Alisa xin lưu ý cái chai Skin Solution này á, là nó có cái hàm lượng về anti-aging, tức là chống lão hóa rất là cao. Và khi mà chúng ta dùng kem phấn hay là trang điểm hay là đi phẫu thuật thì nó chỉ đẹp cái chỗ đó thôi, đúng không? Ví dụ muốn phẫu thuật mắt thì nó chỉ đẹp ở cái vùng mắt, muốn phẫu thuật cái mặt thì nó đẹp vùng mặt. Nhưng mà cái chai này nó hay ở chỗ là khi mình dùng thì nó đẹp hết toàn thân, tức là chỗ nào có da thì nó đẹp. Chỗ nào có da là nó đẹp đó quý vị. Thì em chờ đọc thấy cái chai Skin Solution này á, là nó vừa có collagen, thì collagen là làm căng da, và có chất tẩy được bay nám, rồi chất vừa có, nói chung là làm cho cái làn da mình không bị nhăn và bị sẹo nè, rồi trị được nám nữa, và cũng không có bị mụn nữa. Đó là một cái chai Skin Solution. Là cái chai này chỉ có 45 đồng thôi. Mình mua 2 chai tặng 1 chai thì cái giá cũng không có cao lắm. Và em muốn hỏi bác sĩ là tại sao người Việt mình ở hải ngoại này thì thường thường ở Angel, đứng ở tiệm Angel lâu năm rồi thì thấy rất là nhiều quý khách là bị đau nhức. Dạ thưa Angel và quý vị thính giả, đúng vậy, khi người Việt của chúng ta là hầu hết sinh ra ở một cái khí hậu ấm, ở vùng nóng ấm, và khi qua đây thì khí hậu tương đối là lạnh, và cái cấu trúc xương của chúng ta là nhỏ, xương nhỏ và mỏng, cho nên là rất khi mà khi thay đổi khí hậu đó thì rất là nhiều người bị đau nhức. Và hầu hết nếu như chúng ta biết cách bảo vệ trước, chúng ta biết bảo vệ là chúng ta phải dùng dược thảo để chúng ta có những cái chất mà giúp cho bộ xương, xương và khớp thì sẽ chống lại được cái hiện tượng mà đau nhức đó. Và dĩ nhiên ngoài ra chúng ta nên exercise thêm, tập thể dục thêm, thì ăn uống cộng với dược thảo và tập thể dục thì quý vị sẽ có một sức khỏe hoàn toàn là khỏe, đẹp, thì nó đẩy lùi đi cái quan niệm là người Việt bị đau nhức nhiều. Không, tôi người Việt nhưng tôi active, tôi ăn uống đúng và tôi dùng đúng dược thảo thì chắc chắn tôi cũng khỏe mạnh như người Mỹ, chứ chúng ta không có sợ thua thiệt về cái điều đó, thưa Angel và quý vị thính giả. Angel cũng biết là cái công ty này là nó có trên mấy trăm loại cái dược thảo lận, nhưng mà Angel và bác sĩ đã lựa ra đây là mười mấy loại mà thông dụng nhất hiện nay cho quý vị. Thì đây là một cái chai mà cho những cái người bị đau nhức toàn thân, như là đau da, đau lưng, đau chân, đều mình uống cái chai này thôi. Và cái chai này là mình có 60 viên, chỉ có 45 đồng thôi, mua 2 tặng 1. Rồi bây giờ là Angel cũng thấy rất là nhiều quý khách của tiệm Angel là nào là đẹp da rồi đau nhức, nhưng mà lại bị tăng cân rất là nhiều. Cho nên á, bác sĩ là mình có hai cái chai hiện tại ở đây, là mình có một cái chai là gà xi nhà 95% và một cái chai là cà ra lu mà, thì để cho giúp cho mình giảm cân. Thì hai cái chai này á, là mình biết á, là bác sĩ Alisa cũng có uống qua, là cái chai đó là cái chai gà xi nhà. Thì cái chai này bác sĩ nói uống vừa không có làm cho mình tăng cân mà còn làm cho mình ngủ ngon nữa. Nếu quý vị nào mà không có thiếu ngủ mà lại muốn cho mình không bị tăng cân thì đến tiệm Angel để mình mua cái hai cái chai giảm cân này. Thì bác sĩ Alisa, cái chai này là nó có 95% cái trái gà xi nhà, còn cái chai này thì mình có rất là nhiều, tới 8 cái thành phần.
Dạ, thưa Angel và quý vị thính giả, cái chai Caraluma này á, là có 8 loại dược thảo mà tất cả đều là giảm cân, dùng cho giảm cân. Ví dụ như là gà xi nhà, moringa, trà xanh, rồi đậu, tất cả rất là nhiều. 8 loại đều là dùng để giảm cân. Thì quý vị nào ví dụ như ở ngoài mình dùng chỉ có một hoặc hai loại, nhưng ở đây có tới 8 loại. Đây là loại mới nhất và bán rất là chạy. Còn cái gà xi nhà thì là nó có cái ưu điểm là nó chứa tới 95% gà xi nhà, nó hơn những cái loại ở ngoài chỉ có 60-50%, mà cái này tới 95%. Và đặc biệt như Angel với mention với quý vị là ngủ rất là ngon. Chính vì vậy Alisa mặc dù không có cần phải giảm cân, nhưng mà Alisa dùng mỗi ngày. Bởi vì sao Angel biết? Bởi vì chúng ta mập á, không phải chỉ mập ở cái bề ngoài không, không phải là mà chỗ mà ở trong máu, đúng rồi, trong tim, bao bọc tim làm cho mình cũng khó thở. Tất cả những cái organ mà nói trong người đều bám mỡ hết thì chúng ta nên dùng. Angel thấy là những người mà tăng cân nhiều quá thì làm cho mình nó giống như là nặng nề, khó đi nè, rất là mệt, rồi ăn giống như là mặc đồ cũng không được đẹp nữa. Và nó làm cho những cái đinh nó nặng quá thì nó đè cho những cái bộ xương mình nó cũng bị đau xương nữa. Cho nên quý vị mà muốn cho mình có một thân hình thon gọn, đẹp và không có làm cho mình mệt mỏi hay là làm cho mình khó thở thì nên đến tiệm Angel Beauty. Đây là hai cái chai mà Angel và bác sĩ đã lựa trong một cái company này, nó cũng rất là nhiều cái giảm cân, nhưng mà thích nhất là hai chai này, bởi vì hai chai này rất là tốt cho quý vị. Và quý vị nhớ ra tiệm Angel Beauty thì cái chai giảm cân cũng là 45 đồng, mua 2 tặng 1. Dạ, thì bác sĩ Alisa, em thấy ở đây là người Việt mình rất là nhiều người khách là người ta bị bệnh viêm gan nè, hay là bị xơ gan, rồi có kể cả ung thư gan rất là nhiều. Thì cái chai mà Liver Support này là nó giúp được gì cho quý vị? Dạ, em mời bác sĩ giải thích. Thưa Angel và quý vị thính giả, thì cái chai Liver Support này á, là cái lượng hàm lượng của cái mucosal, tức là cái liver function đó, rất là cao. Thì nó giúp thải độc tố trong gan và nó làm cho cái gan của mình healthy, nó khỏe, và nó chống được các hiện tượng như Angel vừa nói, tức là vì viêm gan, cứng gan, cancer gan, tất cả đều rất là giúp. Và quý vị biết là cái lượng mucosal này thường thường các công ty khác chỉ khoảng 50g, 100g, nhưng mà riêng cái chai này ở đây cái lượng mucosal rất là cao. Nhờ rồi ngoài ra còn có artisol và rất là nhiều loại dược thảo khác, cho nên giúp thải độc gan. Và dĩ nhiên khi mà gan tốt thì chúng ta cũng có làn da đẹp. Đó là thì ngoài đây ra là mình bổ não nữa Angel. Nói chung là quý vị nào mà mình không có muốn mình quên thì mình cũng đến tiệm cũng có chai bổ não nữa. Thì tất cả trong cái sản phẩm này á, là chỉ có cái chai là đau nhức hay là chai giảm cân và collagen, với lại một cái chai nữa đó là cái chai cho da, thì 45 đồng 2 tặng 1. Còn tất cả những cái mặt hàng khác như là bổ não hay là sáng mắt hay là mình cho tóc bị bạc và không trở lại, không có bị bạc nữa, rồi còn có thì những cái chai đó chỉ có 35 đồng thôi quý vị. Bộ mắt. Dạ, thì bây giờ là quý vị là đây là một những cái sản phẩm mà của một cái công ty lớn, thì quý vị đến tiệm Angel để mà mình mua những cái dược thảo này mình uống, vừa có bổ mắt, rồi bổ tóc, rồi cho không ngủ ngon, có cho da đẹp. Và ở tiệm Angel Beauty thì ngoài ra cái này thì còn có rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Quý vị cũng không cần phải đi đâu, đến đó thì có đầy đủ mặt hàng hết. Nhất là linh chi thì có đủ loại linh chi hết, như là linh chi đỏ, rồi linh chi đen, rồi đỏ đen, rồi linh chi. Nhất là đây là một cái hộp linh chi mà nó có 4 loại.
là linh chi này nó có trên thị trường 20 năm rồi, thì linh chi này nó có vừa đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ, rồi có thêm cái hạt bào tử, là tức là cái hộp của linh chi và có nấm mày thét, thì cái hộp linh chi này nó sẽ giúp cho quý vị đầy đủ hết, vừa tẩy độc gan rồi bồi bổ thận phổi rồi ngừa đến bệnh cancer nữa. Thì mỗi một hộp như vậy chỉ có 69 đồng mua một tặng một. Và ngoài ở tiệm Angel còn có đầy đủ đông trùng hạ thảo như là đông trùng của Nhật và đông trùng của 950. Thì đông trùng của Nhật là có trên 40 năm rồi, đó là của hãng Pachaben. Đây là một hộp 75 đồng mà 120 viên mua 2 tặng 1. Và còn có đông trùng của 950 nữa, mình mua 2 chai 90 viên như vậy thì chỉ có 108 đồng thôi. Lại tặng thêm một chai 30 viên nữa, tức là 3 chai mà quý vị chỉ có 108 đồng. Và ở đó nó còn có nhiều mặt hàng đang on sale nữa, như là một cái hãng mỹ phẩm của MD7. Tất cả makeup của MD7 đó là quý vị đang on sale mua 1 tặng 1. Rồi ở tiệm Angel còn có yến như là yến Indonesia hay là yến Golden Egg, thì mua một hộp như vậy quý vị được tặng một ao và thêm một lốc nước yến nữa, thì giá cũng rất là đặc biệt, chỉ có 550 đồng thôi. Thì bây giờ mình không còn giờ nữa, bác sĩ Alisa, thì Angel xin mến chúc quý khách là một năm mới thật là an khang thịnh vượng, và chúc quý khách lúc nào cũng khỏe và trẻ đẹp mãi. Và em chào bác sĩ Alisa. Alisa xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Chào Angel. Dạ chào bác sĩ.